Các bạn thân mến, quay trở lại cùng với các bạn ở trong phần video clip ngày hôm nay. Hiện tại thì bây giờ chị đã đang có mặt ở đây cùng với các bạn. Và nếu như mà các bạn đang là, đang xem phần video clip này thì hãy gửi lời chào tới chị nhé. Nếu như các bạn lên rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhé. Ở trong phần video clip ngày hôm nay, chị sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách ghi nhớ dẫn chứng trong tác phẩm Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân. Đối với nhiều bạn thì đây sẽ là một cái tác phẩm rất là khó nhớ và thậm chí là không biết học như thế nào cả. Nhưng mà ngày hôm nay, với cái phần hướng dẫn này của chị thì chị hy vọng là các bạn sẽ có được một cái hình dung đầy đủ về người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân và từ đó thì các bạn có thể học tốt hơn. Được không nào? Các bạn ơi, chúng mình sẽ cùng có một cái phần phát trực tiếp rất là nhanh với nhau và nếu như mà các bạn đến các bạn đang xem được cái phần video clip này, được không ạ? Thì chúng ta sẽ có khoảng thời gian là tầm 20 phút cùng với nhau để trao đổi về người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân trong phần mà chúng ta ghi nhớ kiến thức. Lưu ý giúp chị nhé. Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân Giúp chị lấy một cái bút khác được không? Bút này nó bị ấy quá okay. Được không ạ? Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân Thế à Rồi các bạn ơi Nào bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu cùng với nhau luôn nhé Trước tiên này Các bạn lưu ý giúp cho chị Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân giống như các tác phẩm khác. Đúng không ạ? Giống như các tác phẩm khác thì các bạn sẽ làm giúp cho chị trước tiên đó là chúng ta phải ghi nhớ kiến thức về tác giả. Được không ạ? Và cái thứ hai, chúng ta sẽ lưu ý kiến thức về mặt tác phẩm. Được chưa nào? Đây là hai cái mảng kiến thức rất rất là quan trọng. Đúng không ạ? Về tác giả và tác phẩm ở trong một cái tùy bút khá là khó học đối với các bạn. Theo các bạn quan điểm của các em là như thế, Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân. Trước tiên là về tác giả nhá. Ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng học với nhau theo một cái phương pháp đó là chúng ta sẽ nhớ bằng từ khóa, nhớ bằng keyword và chị mong là với cái cách nhớ bằng từ khóa này thì các bạn sẽ cảm thấy là mình yên tâm này, mình có thể ghi nhớ được lâu này. Ok chưa ạ? nhá, yeah. mình sẽ ghi nhớ được lâu nhất có thể này và mình sẽ dùng những cái gợi nhắc để sau này nếu như các em ngồi vào trong bài thi, trong hôm thi hôm đó mà nếu như mà nó vào người lái đỏ sông Đà thì các bạn sẽ hồi tưởng lại cái buổi ngày hôm nay các bạn ngồi học cùng với chị để chúng ta không bị mất điểm và có thể viết được nhiều nhất có thể, vừa viết nhiều vừa viết đúng. Viết gì ạ? À vừa viết nhiều, vừa viết đúng, vừa viết sâu và vừa viết hay. Đó là cái mục tiêu mà chúng ta bước chúng ta tiến đến. Ok chưa nào? Rồi, còn nếu như mà các bạn đang băn khoăn ấy mà chưa biết là cái giai đoạn cuối này nên học như thế nào thì chắc chắn là các em phải gặp chị ở trong khóa học 10 ngày cuối cùng rồi. Được không ạ? Hãy nhanh chóng nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên để giữ cho mình một cái slot cuối cùng, một cái chỗ để mình có thể học cùng với chị Hiên ở trong 10 ngày cuối cùng từ 23 tháng 7. Được không nào? Chị mong là chị sẽ được gặp các bạn với với một cái loạt tổng ôn về tất cả những cái mảng kiến thức để chúng ta vững vàng bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới nhá. Ok chưa? Rồi, nào bây giờ thì quay trở lại cùng với chị này. Trước tiên, chúng ta sẽ có về phần tác giả Nguyễn Tuân. Đã nói với các bạn rồi. Hôm nay là nhớ bằng từ khóa Riêng bài hôm nay là nhớ bằng từ khóa Được chưa ạ? Với Nguyễn Tuân này Chúng ta sẽ có một số những cái từ khóa như sau mà các bạn cần phải nhớ Đó là Độc đáo Được không ạ? Ngông nghênh kiêu bạc Ngông nghênh kiêu bạc Được không? tài hoa uyên bác tài hoa uyên bác ok chưa ạ chủ nghĩa xê dịch được không ạ chủ nghĩa xê dịch sáng tạo về ngôn từ sáng tạo ngôn từ Được chưa nào? Cái đẹp. Được không ạ? À? Ngày hôm nay chỉ học bằng từ khóa thôi. Được không? Ngày hôm nay chỉ học bằng từ khóa thôi. Và chúng ta sẽ từ những cái từ khóa này chúng ta sẽ dẫn sang những cái ý mà chúng ta cần phải ghi nhớ. Ok chưa nào? Nhá. Các bạn ơi, trước tiên này, trong nền văn học Việt Nam hiện đại Nguyễn Tuân được coi là gì ạ? Có rất là nhiều người nhìn nhận về Nguyễn Tuân bởi vì đây là một người nghệ sĩ vô cùng độc đáo. Được không ạ? À? Độc đáo ở cả cách sống, ở cả cách viết. Và nếu như nói về chất văn của Nguyễn Tuân ấy thì bao giờ người ta cũng sẽ nhắc tới đó là ngông nghênh kiêu bạc, tài hoa và uyên bác. Cả cuộc đời của mình theo đuổi sự nghiệp văn học thì nguyễn tuân luôn luôn mang trong mình một cái quan điểm một cái chủ nghĩa tôn thờ một cái chủ nghĩa đó chính là chủ nghĩa xê dịch không ngừng đi không ngừng viết không ngừng khám phá được không ạ và bản thân nguyễn tuân đã để lại cho nền văn học việt nam hiện đại trong những cái tác phẩm của mình những cái sáng tạo về ngôn từ vô cùng là mới mẻ chính vì cái lý do đó mà người ta gọi nguyễn tuân là gì ạ là thầy phù thủy ngôn từ là người luyện đan ngôn ngữ và trong suốt cả cái dọc chiều dài viết của mình thì nguyễn tuân trong cái chủ đề xuyên suốt ông ấy theo đuổi đó là cái đẹp chỉ với những cái này thôi thì chị tin rằng là các bạn đã các bạn đã có thể dùng để viết ở trong cái phần mở bài này hoặc là trong phần thân bài hoặc là kết hợp viết ở trong cả những cái phần mà các bạn uh, phân tích bất cứ một cái trích đoạn nào ok chưa ạ được không nào các bạn hiểu ý chị không nhá ngày hôm nay chúng ta sẽ chỉ cung cấp ngắn gọn thôi được không ạ chúng ta sẽ chỉ cung cấp ngắn gọn cho các bạn thôi ok chưa nào nhá rồi tiếp tục này chúng ta sẽ cùng đến với ý tiếp theo đó là về phần tác phẩm về hoàn cảnh sáng tác các bạn nhớ chưa ạ cho chị một cái năm ạ hoàn cảnh sáng tác các bạn về hoàn cảnh sáng tác các bạn nhớ chưa ạ hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm này các bạn nhớ chưa ở đây chị thấy các bạn đã comment rất là nhiều những cái ý đúng và hay về tác giả nguyễn tuân rồi Chị đã thấy các bạn comment rất là nhiều những cái ý đúng và hay về tác giả Nguyễn Tuân rồi À đúng rồi, lối một lối chơi ngông bằng văn chương này Thấy rất là nhiều những cái dẫn chứng mà các bạn đã đưa ra ở đây Rồi, hoàn cảnh sáng tác vào năm bao nhiêu ạ? À 1960 ạ, có cái mốc nào trước 1960 không ạ? Rồi, chính xác là nhà văn cả cuộc đời của mình đi tìm cái đẹp Đúng rồi, trong chuyến đi thực tế lên Tây Bắc thành quả đẹp của chuyến đi thực tế đấy Đúng không? Thế thì nói về cái hoàn cảnh ra đời của tác phẩm này ấy, thì chúng ta sẽ phải nhắc tới hai mốc, mốc trước tiên là năm 1958. Và mốc tiếp theo là năm 1960. Đúng chưa? Phải nhớ chúng ta cứ nhớ theo đúng cái trình tự thời gian giúp cho chị. Đây sẽ là một cái cách nhớ về hoàn cảnh sáng tác mà các bạn hoàn toàn có thể các em hoàn toàn có thể gọi là áp dụng ngay cụ thể như là với các cái tác phẩm như là Tây Tiến chẳng hạn, chúng ta sẽ nhớ theo mốc là 1947 1948, đúng không? Vợ nhặt chúng ta nhớ theo mốc 1945 1954, đúng chưa? Đấy thì ở đây các bạn sẽ nhớ theo một cái mốc giúp cho chị thì rõ ràng là Nguyễn Tuân đã đến với Tây Bắc rất nhiều lần. Thế nhưng mà người ta nói rằng là cái tác phẩm Người lái đò sông Đà tùy bút người lái đò sông Đà này là một cái thành quả đẹp của trực tiếp cái chuyến đi này năm 1958, đúng không ạ? Và được in trong tập tùy bút sông Đà À sáng tác vào năm 1000 Yên gì ạ? Xuất bản vào năm 1960 Đúng chưa? Ok chưa? Thì đấy là về tác phẩm nhá Lưu ý giúp cho chị Bây giờ sang nhanh đến cái phần gì ạ? Nội dung Ngày hôm nay chị hướng dẫn các bạn học về dẫn chứng của sông Đà trước ạ Hình tượng sông Đà trước nhá các bạn nhá Đúng không nào? Nếu như chúng ta coi sông Đà là một cái hình tượng để đi tìm hiểu, tập trung tìm hiểu Thì chắc chắn là các bạn sẽ lưu ý giúp chị rằng là chúng ta sẽ phải tìm hiểu về gì ạ? À, về lai lịch trước Đúng không? Sông Đà bắt đầu từ đâu? Đúng không ạ? À? Có nguồn gốc bắt đầu từ đâu này? Và cái sự độc đáo của dòng sông Đà là gì? Chúng ta thấy được là cái sự độc đáo của dòng sông Đà được thể hiện qua cái lời đề từ đấy Chúng thủy giai đông tẩu Đà Giang độc Bắc Lưu Có nghĩa là gì ạ? À, tất cả những cái dòng sông thì gì ạ? Hầu hết những cái dòng sông thì đổ ra đều đổ theo hướng đông Còn duy chỉ có sông Đà là đổ theo hướng Bắc đúng chưa nào? Rồi chạy theo hướng bắc thì chúng ta thấy rằng là cái sự độc đáo của dòng sông Đà này này nó tương đương với cái gì ạ? À? Nó giống với cái sự độc đáo của bản ngã Nguyễn Tuân. Đúng không? Nguyễn Tuân cũng là một nhà văn như vậy. Nguyễn Tuân là một cái nhà văn mà đi ngược lại với những cái gì mà những nhà văn những nhà thơ đã làm và bản thân của ông ấy đó là lý do tại sao mà cái cụm từ đầu tiên mà nhắc về Nguyễn Tuân chúng ta đề cập tới đó chính là cái sự độc đáo. Và tìm đến với cái dòng sông Đà thì Nguyễn Tuân bây giờ giống như là đang tìm đến đúng với cái bản ngã của chính mình. Ok chưa ạ? Lưu ý giúp chị cái này nhá Về phần lai lịch thì các bạn sẽ xem giúp cho chị Cái phần này các bạn sẽ tự làm giúp cho chị Nhưng đây sẽ là cái ý đầu tiên mà các bạn sẽ phải làm giúp chị Và thêm một cái nữa Hãy lưu ý giúp chị đó chính là cái cảm hứng Đối tác giả thể hiện qua cái lời đề từ tiếp theo á Có hai cái đoạn đề từ đấy Cái lời đề từ tiếp theo là gì ạ? Đẹp vậy thay tiếng hát trên dòng sông Thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ? À cái cảm hứng ở đây khi mà Nguyễn Tuân viết về dòng sông Đà viết về con người Tây Bắc đó là cảm hứng gì hả các bạn? Đó chính là cảm hứng ngợi ca. Đúng không? Trong cái sự vui tươi, cái cảm hứng ngợi ca. Và đó là lý do tại sao người ta nói rằng là nếu như mà trước cách mạng ở thời gian trước, thời điểm trước ấy, thì bản thân Nguyễn Tuân, bởi vì là lúc đấy cảm giác như là ông ấy sống kiểu như là lánh đời ấy, tức là ông ấy không không quan tâm tới thế sự. Và ông ấy đã chỉ đi tìm những cái vẻ đẹp thuộc về quá khứ thôi. Nhưng mà sau đó khi mà cách mạng thành công, hòa nhập Đúng không ạ? Hòa mình vào với cuộc đời Hòa mình vào với, cái công cuộc lao động Xây dựng đất nước Thì Nguyễn Tuân cũng đã có những cái sự chuyển mình nhất định Mặc dù là vẫn có một cái sự thống nhất Cái sự thống nhất ở đây là cả cuộc đời của mình Là một cái con người, là một cái người nghệ sĩ Đi săn tìm cái đẹp và viết cái viết về cái đẹp Đúng không ạ? Thế nên bây giờ khi viết về những người lao động bình dị Tìm thấy những cái vẻ đẹp bình dị từ con người Vẻ đẹp bình dị từ thiên nhiên đất nước Thì bản thân Nguyễn Tuân bây giờ mang trong mình Một cái cảm hứng đó là cảm hứng ngợi ca đó là niềm vui khi được viết về những cái điều đẹp đẽ mà theo Nguyễn Tuân gọi đó là chất vàng và chất vàng mười đã qua thử lửa trong tâm hồn con người Tây Bắc. Ok chưa nào? Lưu giúp chị về cái này. Thì đây là những cái ý đầu tiên mà các bạn sẽ phải nhớ giúp chị. Tiếp tục, bây giờ chúng ta sẽ cùng xoáy sâu vào hình tượng sông Đà nhá Nói về hình tượng sông Đà thì chắc hẳn rằng là chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hai cái khía cạnh chính. Cái khía cạnh đầu tiên đó là cái vẻ đẹp hung bạn Các bạn ơi, các em có sách giáo khoa ở đó chưa ạ? Các bạn có sách giáo khoa ở đó chưa? sách giáo khoa ngữ văn tập 1 ạ à. nếu như mà các bạn chưa có thì ngay lập tức mở ra giúp chị cái tác phẩm người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân để chúng ta sẽ gạch luôn cái phần dẫn chứng vào đây và nếu như mà có thể thì á các bạn hãy gọi là gì ạ à? đây dán cái giấy nhớ vào đây này ghi cái bài sông Đà đây luôn để mở ra cho dễ đây người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân các bạn có chưa có sách giáo khoa ở đó chưa sông Đà thì qua cái lời văn của Nguyễn Tuân qua cách viết của Nguyễn Tuân qua góc nhìn của Nguyễn Tuân thì mang trong mình hai cái vẻ đẹp tưởng chừng là đối lập với nhau nhưng mà thực chất lại luôn song hành cùng với nhau đúng không ạ? Đó là vẻ đẹp hung bạo và đẹp, vẻ đẹp trữ tình. Ok chưa nào? Các bạn ơi, bỏ ra giúp chị nào, bỏ sách ra chưa? Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhá. Trước tiên là vẻ đẹp hung bạo. Có một cái lời khuyên dành cho các bạn, trước tiên khi mà chúng ta đi tìm hiểu về dòng sông Đà thì các bạn phải nhớ được cho chị cái sườn. Được không ạ? Trước tiên là các bạn sẽ phải nhớ giúp cho chị cái sườn về hung bạo. Thế thì hung bạo ở đây chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ có những cái gì thứ nhất này. Đá dựng vách thành đúng không ạ? Đá bờ sông. Được chưa? Đá bờ sông có những đặc điểm như thế nào thì một lát nữa mình sẽ đề cập sau. Bây giờ mình làm cái sườn chính nhất đã. Ok chưa nào? Mình sẽ làm cái sườn chính nhất đã. Trước tiên là đá bờ sông nhá. Tiếp theo là mặt gành hát lóng. Mặt gành hát lóng. Được chưa? Cái tiếp theo là gì nhỉ? À, cái tiếp theo là cái hút nước. Đúng chưa? Cái gì nữa nhỉ? Gì nữa ạ? À? Thác nước. Và thạch thủy trận. Ok chưa nào? Đủ chưa các bạn? được không ạ à? thì bây giờ chị sẽ hướng dẫn các bạn nhá các em sẽ dùng các cái ký hiệu sau này được không nào à đúng rồi nào các bạn ơi các em nhá các bạn sẽ dùng những cái ký hiệu sau giúp cho chị này trước tiên đá bờ sông các bạn dùng cho chị cái hình này ok chưa đá bờ sông dùng ký hiệu đi ạ nhá để cho mình dễ nhớ ok chưa mặt gành hát lóng bởi vì sóng xô đá đá xô gió mà đúng chưa cái hút nước được không ạ à? thác nước được không ạ à? và thạch thủy trận chúng ta dùng hình này đi được không thay bằng ký hiệu đi ạ à, để chúng mình dễ hình dung được không nào thế thì bây giờ trước tiên là phải nhớ được những cái này trước tiên đã nếu mà những cái này mà không nhớ được thì đừng nghĩ gì đến cái việc là học được dẫn chứng đấy nói chung là như thế nhá nếu như mà mà không nhớ được cái này thì đừng nhớ gì đến dẫn chứng thế bây giờ thay vì cái việc là mình học một cái cách nó như thế nào ạ nó rất là chán nản nó rất là buồn tức là nó kiểu như là không có cảm hứng ấy thì bây giờ mình tự tạo cái cảm hứng cho mình đi trước tiên mình mã hóa nó bằng hình ảnh để đến một cái thời điểm nào đấy mà mình quên mất thì mình có cái hình ảnh gợi ra ở trong đầu mình được chưa ạ ngày hôm nay thống nhất với chị nhá đá bờ sông dùng hình tam giác mặt gành hát lóng dùng hình sóng cái hút nước dùng hình một cái xoáy tròn được không ạ thác nước dùng một cái hình đây ạ như cái chữ y ấy được không ạ được chưa và thạch thủy trận dùng những cái hình vuông để biểu tượng cho đá được không ạ thạch thủy trận là đá mà ok chưa ạ thì nhớ xong hình ảnh như vậy rồi bây giờ bắt đầu tìm này trước tiên chúng ta sẽ tìm các cái đặc điểm trước và chúng ta sẽ ghi nhớ đặc điểm trước sau khi ghi nhớ đặc điểm xong ấy thì chúng ta sẽ bắt đầu phiên ra những cái dẫn chứng ở trong sách giáo khoa mà chúng ta cần học để chúng ta ghi lại ok không ạ được không nào nhá thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu ghi nhớ trong đầu nhá học đến đâu nhớ đến đấy nhá trước tiên đây ạ thứ nhất chúng ta có một là đá bờ sông được không ạ đá bờ sông được không ạ đá bờ sông được miêu tả bằng những cụm từ đó là thứ nhất đó là dựng vách thành dựng vách thành là như thế nào gợi ra như thế nào ạ à rất là cao rất là đồ sộ đúng không đến cái mức là gì ạ đến cái mức là mặt sông chỗ ấy chỉ đúng lúc ngọ mới có mặt trời có nghĩa là gì ạ ánh mặt trời không thể nào mà Xuyên qua được, tức là không có mặt trời Và chỉ có đúng cái lúc ngọ thôi Tức là khi mà mặt trời chiếu vuông góc thôi Thì mới le lói một chút cái tia sáng ở đây Vậy thì chứng tỏ là Cái gì ạ, à, cái gì ạ à, Chúng ta thấy rằng cái địa hình ở đây đặc biệt là về đá ven sông đà Rất là cao Đúng không nào Rồi cái tiếp theo nhá Tiếp theo này, đấy là cái ý đầu tiên mà các bạn sẽ phải nhớ giúp chị này À, có một cái ý nữa Mà chúng ta cần phải lưu ý ở đây Đó là gì ạ à? Chẹt lòng sông như một cái yết hầu Như một cái yết hầu Ok chưa ạ? Chẹt lòng sông như một cái yết hầu Được chưa nào? Và người ta sẽ thấy được là gì ạ? Cái khoảng cách ấy, giữa hai cái gì ạ? Giữa hai bờ, tức là cái khoảng cách giữa các hai bên bờ sông với nhau ấy Nó sẽ rất là gì ạ? Sẽ rất là hẹp Đúng không ạ? Có nghĩa là như này Tự nhiên sông Đà đang rộng như này thì có phải là thuyền đi dễ không? Đúng không? Thuyền có phải đi dễ không? Thế tự nhiên đến một cái chỗ mà đá nó chẹt dòng sông lại như thế này Chẹt nhỏ lại như này thì có phải con thuyền sẽ đi rất là khó không? Mà đã thế đá lại còn dựng cao như này Ánh sáng mặt trời còn không chiếu được vào đây cơ mà Chỉ đúng lúc ngọ mới có ánh mặt trời thôi mà Đúng chưa? Thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy này Người ta đã miêu tả cái độ hẹp Có những cái quãng mà Sông đá rất là hẹp Độ hẹp do đá chẹt đấy Đúng không ạ? À? Hẹp đến cái mức như thế nào ạ? À? Hẹp đến cái mức mà Đứng bên này bờ nhẹ tay ném hòn đá qua bờ bên kia vách đúng không ạ đây hình ảnh thứ nhất là hình ảnh ném đá ném nhẹ thôi ạ và hình ảnh thứ hai đó là hình ảnh con nai con hổ đấy hẹp đến cái mức mà có cái quãng mà con nai con hổ còn gì ạ à nhảy vọt từ bờ bên này sang bờ bên kia ok chưa nào và người ta đã đặc tả về cái cảm giác về cái hình ảnh là như vậy về đá bờ sông hình ảnh là như vậy nhưng mà tác giả còn đặc tả về cái cảm giác cơ cái cảm giác của người khi mà đi qua những cái quãng sông như vậy thì chúng ta thấy rằng là như thế nào ạ à chúng ta thấy là ngồi trong khoang đỏ qua quãng ấy đang mùa hè mà cũng thấy lạnh đúng không cái cảm giác đấy ạ mùa hè cũng lạnh mùa hè cũng lạnh được không ạ à? được so sánh với một cái hình ảnh rất là hay đó là gì ạ cảm thấy mình như đang đứng ở một cái ngõ mà ngóng vọng lên một khung cửa sổ nào trên cái tầng nhà thứ mấy nào đang tắt phụt đèn điện chúng ta thấy rằng là một một cái hình ảnh mà so sánh mà đem những cái gì ạ đem những cái hình ảnh thực là từ miền núi cao tây bắc bây giờ so sánh với một cái gì đó với một cái hình ảnh mà nó rất là thành thị đúng không ạ nó rất nó gắn liền với cái cuộc sống hiện đại gắn liền với cuộc sống của nguyễn tuân ở ở hà nội đúng không nào ở những cái thành phố sầm uất đây là một cái cách so sánh để khiến cho độc giả có cái cảm giác là gần gũi hơn được không nào và dễ tưởng tượng ra hơn ok chưa nhá thì trước tiên là các bạn sẽ lưu ý giúp cho chị về đá bờ sông là như vậy các bạn ơi các bạn nhớ được hết không ạ các bạn nhớ được hết không đây bây giờ các bạn nhìn này chị sẽ lấy vào đây để cho các bạn thấy nhá và bắt đầu chúng ta sẽ nhìn vào phần này để chúng ta nói lại cùng với nhau trước tiên sự hung bạo và hùng vĩ của dòng sông đà thể hiện ở cảnh đá bờ sông Ok chưa nào? Đá bờ sông dựng vách thành Tức là đá bờ sông như thế nào ạ? À? à? đá bờ sông rất là cao, rất là đồ sộ Và địa hình ở đây cực kỳ là hiểm trở Cao đến cái mức mà mặt sông chỗ ấy chỉ đúng lúc ngọ Tức là khi giữa trưa mới có mặt trời, ánh mặt trời chiếu xuống Đấy là ý thứ nhất Thứ hai là đá vách gì ạ? À? Có đá thành chẹt lòng sông đà như một cái yết hầu được không ạ à? có nghĩa là gì ạ à? cái tức là cái quãng sông đấy là cái mặt sông đá rất là hẹp được chưa nào có quãng con nai con hổ đã có lần nhảy vọt từ bờ bên này sang bờ bên kia đứng bên này nhẹ tay nắm hòn đá ném hòn đá qua bên kia vách và đây ạ à, chúng ta có thêm một cái đây là gì ạ à? chúng ta nhìn này tất cả những cái này á người ta quy về hình ảnh ok chưa còn cái phần còn lại này người ta nói đây rằng đây là phần cảm giác ok chưa ạ hiểu chị chưa phần trên này là hình ảnh phần dưới này là cảm giác khi mà người ta đi qua những cái quãng sông đà mà có đá dựng vách thành rất là cao chẹt lòng sông rất là khiến cho lòng sông rất là hẹp ok chưa ạ được không nào được không nào thấy chưa các bạn lưu ý giúp chị nhá thấy chưa ạ đây chúng mình có đoạn đầu tiên ở đây là hình ảnh của dòng sông đà thể hiện qua một cái hình ảnh rất là hùng vĩ và hung bạo đúng chưa ạ còn cái thứ hai là thuộc về cảm giác được chưa nào cái thứ hai này thuộc về cảm giác lưu ý giúp chị nhá ok chưa rồi các bạn đồng ý với cái phần này chưa ạ hiểu chưa ạ và nhớ các em ghi nhớ được chưa ghi nhớ được đá lòng sông đá trên sông đà chưa không phải đá trên sông đà mà là đá ở bờ sông đà chưa ok chưa xong nhá chúng mình chuyển sang Ý số 2 như chị đã nói cùng với các bạn ở đây. Chúng ta có một cái ý nữa được thể hiện bằng Đây ạ. À, đây ạ. À, mặt gành hát lóng. Ok chưa? Được không ạ? À? Thì mặt gành hát lóng ở đây các bạn sẽ lưu ý giúp chị này. Được miêu tả bằng những cái dẫn chứng như sau. Dài hàng ngàn cây số, nước xô đá, đá xô sóng sóng xô gió. Vậy thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy này, ở trong mặt cành hát lóng sẽ có những cái sau họp mặt này. Trước tiên, đó là về cái độ dài. Có dài không ạ? À? a à, dài hàng ngàn cây số ok chưa nhìn này nước đá được không ạ à? sóng gió được không ạ à? tức là mọi thứ nó đang nối vào nhau nó đuổi nhau á nó đuổi theo nhau á và nó tạo ra một cái thanh âm ở chúng ta không trực tiếp chứng kiến ở đó nhưng cho, chúng ta có thể cảm giác được rằng là tất cả sóng gió đá ở đó đã hợp sức với nhau để tạo thành một cái âm thanh rất là kỳ dị ở phần này đúng không ạ? Cuồn cuộn luồng gió cuồn kè suốt năm như lúc nào cũng đòi nợ suýt bất cứ người lái đò sông Đà nào tóm được qua đấy. Quãng này mà khinh suất tay lái thì cũng dễ cũng dễ lật ngửa bụng thuyền ra. Được chưa nào? Vậy thì nếu như nói về mặt cảnh hát lóng ở đây á thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị đến gì ạ? Sóng gió đá đang hợp sức cùng với nhau đúng không ạ với cái mục đích là gì nhở với mục đích là lật ngửa bụng thuyền ra đúng chưa nào ok chưa ạ và ở đây tiếp tục chúng ta lại có một cái hình ảnh so sánh nữa nếu như ở cái phần trên đá bờ sông có một cái hình ảnh so sánh mà như chị đã nói mang những cái hình ảnh của thị thành để so sánh với những cái hình ảnh mà thuộc về miền núi cao tây bắc thì ở đây chúng mình lại có một cái hình ảnh tiếp theo đó là hình ảnh so sánh với gì ạ à lúc nào cũng đòi nợ suýt bất cứ người lái đò sông đà nào tóm được qua đấy chúng ta thấy rằng là đòi nợ suýt ở đây là gì nhở à là không mắc nợ gì ạ đòi người không mắc nợ mình một cách vô lý cứ thấy người ta đi qua là đòi thôi còn chẳng phải là vì người ta nợ mình đâu một cách cực kỳ là vô lý được không ạ à? nhá lưu ý giúp chị nha được chưa nào thì ở đây tiếp theo chúng ta có phần này ạ đó là phần mặt gành hát nóng ok chưa nào đây Vừa rồi thì các bạn có nói với chị một điều là À chị ơi, ở trên cái quãng tà mường vát ở phía Sơn La ấy, chị không nói à Nhưng mà yên tâm chị nhớ mà Tại vì là ở trên cái quãng tà mường vát ở Sơn La ấy, Thì mình có một cái rất là hay Đó chính là cái hút nước Và chị đã thay thế cái hình ảnh đó bằng hình ảnh cái hút nước Ok chưa nào Đây các bạn ơi, chúng ta sẽ cùng xem Chúng ta sẽ cùng xem nhá Có gì đâu mà dễ toang mấy đứa phải cố gắng lên chứ Được không nào Rồi các bạn ơi, nhìn này quãng tà mườn vác của chúng mình đây Được không ạ? À? Thì ở đây chúng ta thấy rằng là À, ở đây cái mà chúng ta cần lưu ý nhất đó chính là Cái hút nước Được chưa nào? Trước tiên là chúng ta đã có gì ạ? À? à, chúng ta đã có gì đây nhỉ? À, hình ảnh Chúng ta đã có hình ảnh Hình ảnh của cái hút của cái hút nước này đó là gì nhỉ? À, nó giống như giếng bê tông thả xuống sông để chuẩn bị làm móng cầu. Trước tiên là hình ảnh, đúng không ạ? À? Cái thứ hai, là âm thanh Được không nào? Âm thanh ở đây là gì nhỉ? À, nước ở đây thở và kêu như cửa cái cống bị sặc Đúng chưa ạ? Và đây, tiếp tục này Chúng ta nhìn nhá, vẫn tiếp tục thuộc về hình ảnh này Phần này tiếp tục thuộc về hình ảnh này Đó là gì ạ? Trên mặt cái hút nước xoáy tít Cũng đang quay lừ lừ những cánh quạ đàn Và không thuyền nào dám men gần những cái hút nước ấy Thuyền nào cũng trèo qua nhanh để lướt qua sông Đây, có một cái hình ảnh so sánh tiếp theo có thể thấy rằng là bản thân Nguyễn Tuân ấy Ông ấy hiểu được rằng là cái cách miêu tả của mình có vẻ như là khó hiểu với người đọc hay sao ấy Hay là bởi vì cái cách miêu tả đó chưa đủ tạo ra cái cảm giác cho người đọc Thế nên là Nguyễn Tuân lại tiếp tục sử dụng cái hình ảnh so sánh nữa Đúng không ạ? Đây đã là hình ảnh so sánh thứ ba mà chúng mình có rồi Và cái hình ảnh so sánh thứ ba này chúng ta thấy rất là dễ hiểu đó là gì ạ? Y như là ô tô sang số ấn ga cho nhanh để vút qua một quãng đường mượn cạp ra bên ngoài bờ vực chị không biết là các bạn đã từng đi lên đi lên miền núi cao tây bắc chưa ví dụ như là đi sapa này hay là đi mộc châu này thì sẽ có những cái cung đường ấy mà người ta cảm thấy là nó khá là nguy hiểm là bởi vì chúng ta đi á chúng ta đi mà chúng ta kiểu một bên là vực còn một bên là núi ấy tức là cái cảm giác nó tạo ra vô cùng là nguy hiểm đúng chưa nào thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là ô tô ấy thì còn có phanh nhưng mà vấn đề là con thuyền mà đi vào cái đoạn này ấy thì đâu có phanh đâu đúng không ạ thế nên là chúng ta thấy này trèo nhanh và tay lái cũng cho để phóng qua cái giếng sâu những cái giếng sâu nước ặc ặc lên như vừa rót dầu sôi vào tiếp tục là một cái từ miêu tả về âm thanh của cái hút nước chúng ta có thể thấy rằng là hình dạng của cái hút nước ở thời điểm hiện tại không phải bình thường nữa rồi mà giống như là một cái loài thủy quái đúng chưa ạ và một cái hình ảnh nữa tạo ra cái ấn tượng sâu đậm trong lòng người đọc khi mà nói về uh, cái hút nước ở đây đó chính là hình ảnh gì nhở à đó chính là hình ảnh tưởng tượng ra chúng ta thấy này à chúng ta tưởng tượng ra đó là đây một cái anh bạn quay phim táo tợn muốn truyền cảm giác lạ cho khán giả đã dũng cảm ngồi vào một cái thuyền thúng rồi gì ạ à? cho cả thuyền cả mình cả máy quay xuống đáy cái hút sông đà được chưa ạ à? và sau đó thì sao ạ à? từ cái đáy hút nhìn ngược lên vách thành gì đấy ạ à? với mặt sông tranh nhau tới một cột nước cao đến vài sải thế rồi thu lại ảnh đúng chưa nào và chúng ta thấy này cái ảnh được thu trong lòng giếng xoáy tít đáy Truyền lại cảm giác cho người xem ký sự thấy mình đang lấy gì ạ à? Đang lấy gân ngồi giữ chặt ghế Ghi lấy một mét Chiếc lá rừng bị vứt vào một cái cốc pha lê nước khổng lồ Vừa rút lên cái gậy đánh phèn Ok chưa nào Nhá Lưu ý giúp chị nhá À đây chị xin lỗi Được chưa nào Đây các bạn chú ý giúp cho chị Thì đấy là về cái hút nước Thật ra ấy, Khi mà các bạn diễn đạt lại tất cả mọi thứ và các bạn tự ghi nhớ hình ảnh ấy thì các bạn sẽ cảm thấy nó rất là dễ thực sự là như vậy nếu như mà các bạn cần một cái bản mà chúng ta có thể uh, list ra lại về những cái dẫn chứng của dòng sông đà thì chị có thể làm cái phần đó cho các bạn được không nhá chị sẽ có thể làm cái phần đó cho các bạn nếu như mà các bạn muốn nếu như mà các em muốn có cái phần đấy thì chị sẽ làm cái phần đó cho các bạn được không nào còn uh, còn phải dựa vào thái độ của các bạn đã được không ạ à? rồi chúng ta sẽ tính tiếp về cái việc đấy nhưng mà các bạn ơi hiện tại bây giờ thì điện thoại của chị lại sắp hết pin mất rồi chị sợ là nếu mà tiếp tục thì chắc là 1-2 phút nữa sẽ sập nguồn mất nên là thôi chúng mình sẽ tạm dừng cái bài này tại đây có thể là ngày mai hoặc là ngày kia chị sẽ thì chị sẽ lại tiếp tục cùng với các bạn phát trực tiếp cùng với các em ở cái bài người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân nhá. Và hãy nhớ nhá, chị Yên có một cái khóa học livestream cuối cùng 10 ngày cùng với chị và học kiến thức về cả ba mảng luôn, đọc hiểu nghị luận xã hội và nghị luận văn học. Thế nên là nếu như mà các bạn muốn tham gia lớp học cùng với chị thì hãy nhanh nhanh chóng nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Yên để được tư vấn nhá. Chúng mình không còn nhiều thời gian nữa rồi. Hy vọng là các bạn sẽ trân trọng cơ hội này được không ạ à? à và mong rằng là chị sẽ sớm được gặp các bạn ở khóa học này để chúng ta cùng với nhau ôn lại về tất cả những kiến thức liên quan tới ba mảng này để sẵn sàng tinh thần tốt nhất gọi là gì ạ à? vượt vũ môn thành công ok chưa ạ cảm ơn các bạn rất nhiều nhá à còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn chị phải đi sạc pin đã không thể hết pin mất được không ạ à? bye bye xin chào và hẹn các bạn cố gắng nhá